Có thể thấy là người dân đồng thuận với quyết định giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị 16 với 19 tỉnh thành phố phía Nam vì sự an toàn của chính mình và cả cộng đồng. Lúc này thì các sở ban ngành địa phương đang khẩn trương tổ chức và triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo vừa phòng dịch vừa đáp ứng được nhu cầu hàng hóa thiết yếu của người dân trong thời gian giãn cách. Và chúng tôi đang kết nối với phóng viên Minh Anh từ thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu rõ hơn. Chị Minh Anh ạ, với riêng thành phố Hồ Chí Minh thì đã có những giải pháp nào để tiếp tục đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu ổn định và hàng hóa đến được tay người dân kịp thời ạ? Vâng, xin chào trường quay. Với thực tế là bắt đầu từ đêm nay, 19 tỉnh thành phố phía Nam áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thì đại diện Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh khẳng định rằng việc mua hàng và vận chuyển hàng chắc chắn sẽ khó hơn. Do đó, Sở Công Thương đang phải rà soát các nơi cung ứng, chủ động liên hệ với các doanh nghiệp cung ứng ở những tỉnh phía Đông, ở Tây Nguyên và phía Bắc để chủ động nguồn hàng. Ngoài các kênh phân phối hiện đại thì mới đây thêm một sự chung tay của doanh nghiệp trên địa bàn trong việc đưa 5 tàu cao tốc du lịch chở khách sẵn sàng tham gia mỗi ngày để chở khoảng 200 tấn thực phẩm từ miền Tây lên thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến ngày mai 19 tháng 7 hoặc nếu như thủ tục xong sớm thì tàu cao tốc sẽ bắt đầu vận chuyển hàng hóa từ tỉnh Tiền Giang đi thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Mỗi một tàu có thể vận hành được 2 chuyến, mỗi chuyến 20 tấn. Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh cũng đang kiểm tra xem xét để sớm cho mở cửa cuốn chiếu một số chợ trên địa bàn để đảm bảo hàng hóa thiết yếu của người dân. Và trong sáng nay 18 tháng 7 thì lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh sẽ đi kiểm tra tình hình đảm bảo an toàn tại một số chợ như là chợ Bình Thới, chợ Hạnh Thông Tây, chợ Ba Bầu v.v. tại quận 11, quận 12 và Gò Vấp để có quyết định cho vấn đề này. Xin mời trở lại trường quay. Vâng, cảm ơn chị Minh Anh. Được biết là những ngày gần đây thì thành phố Hồ Chí Minh còn linh động triển khai thêm các kênh bán hàng thiết yếu lưu động nữa. Thành phố thì đã mời gọi doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau cùng tham gia kết nối, hình thành một chuỗi phân phối hàng hóa thực phẩm đến tay người tiêu dùng. Mới đó là mua những mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là những mặt hàng rau củ quả tươi sống như thế này tại những điểm bán hàng lưu động, bưu điện, những cửa hàng thuốc, thậm chí là những cửa hàng kinh doanh cho trẻ em. Rau ở đây rất là sạch mà ngon. Giá thì bình ổn. Tôi cũng rất mừng tại vì có những cái cửa hàng vậy để cho những người dân chúng tôi đó là có rau củ ăn. Kích hoạt những doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau ghép nối lại, bổ trợ lẫn nhau trong các khâu từ thu mua, vận chuyển, lưu trữ đến phân phối. Với chuỗi cung ứng linh hoạt chưa từng có này, người dân thành phố sẽ được tiếp cận các kênh phân phối bình ổn với quy mô hơn 1.000 điểm bán bổ sung. Nhiều hệ thống cửa hàng chuyên kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng khác cũng sẵn sàng chuyển đổi tạm thời công năng, sử dụng các kho sẵn có, cùng tham gia cung ứng rau củ quả, thực phẩm thiết yếu, phục vụ nhu cầu người dân qua các sàn thương mại điện tử. Chúng tôi đánh giá rất là cao cái sự tham gia vì sự kêu gọi của thành phố, của các doanh nghiệp. Sự cảm ơn đến tất cả các anh chị, những người đang hoạt động trong cái lĩnh vực thương mại đã cùng với ngành công thương cả nước cũng như thành phố Hồ Chí Minh đang chăm lo cái bữa ăn hàng ngày của người dân thành phố. Hiện nay, nhiều địa phương lân cận thành phố Hồ Chí Minh cũng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Do đó, việc thu mua thực phẩm sẽ khó khăn, giá cả tăng lên. Thành phố tính đến phương án xem xét khôi phục các chợ đầu mối, mở lại các chợ an toàn. Ở từng quận huyện, ở từng xã phường cũng sẽ có những cái điểm cung ứng hàng hóa cho bà con. Các cái chợ sẽ được nghiên cứu mở lại theo mô hình là chợ an toàn, tiếp nhận hàng hóa từ ngoại tỉnh về thành phố, tổ chức cung ứng, đảm bảo về số lượng và với cái giá. Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lại các mạng lưới hệ thống phân phối, không chỉ dựa vào các trụ cột chính mà còn huy động các hệ thống khác cùng cung ứng nhu yếu phẩm. Đến thời điểm này, thành phố Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành việc chi trả hỗ trợ lao động tự do. Khoảng 220.000 người lao động được nhận hỗ trợ với mức 1,5 triệu đồng một người. Số còn lại do đã về quê, ở trong vùng phong tỏa, khu cách ly thì sẽ được nhận trong thời gian tới. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên hoàn thành công tác hỗ trợ theo tinh thần nghị quyết 68 mà chính phủ đề ra nhằm hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19. Người dân thì không cần làm bất cứ một thủ tục nào để có thể nhận được hỗ trợ này. Tài xế Lê Văn Sang, ngụ tại thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, đã nghỉ việc gần một tháng qua do xe khách dừng hoạt động. Giữa lúc khó khăn, tổ công tác của thị trấn Nhà Bè đã đến tận nhà anh Sang để trao tiền hỗ trợ. Thì bữa giờ cũng nhờ hàng xóm dòng người có mới chia qua chia lại ăn rau củ quả rồi. Như tiền hỗ trợ này tạm đỡ qua cơn này. Vừa xét tới đâu, được tổng bao nhiêu hộ tới đâu thì
xã sẽ báo cáo ban chỉ đạo huyện chi tới đó, và công việc này xã sẽ tiếp tục thực hiện cùng với ban chỉ đạo của huyện. Để trao tiền hỗ trợ đến tay bà con nhanh nhất, nhiều địa phương đã triển khai theo phương pháp cuốn chiếu, danh sách kinh phí duyệt đến đâu thì các phường tổ chức trao đến đó. Bên cạnh việc lập điểm chi trả giã chiến để người dân đến nhận, địa phương còn bố trí cán bộ đến nhà trao tận tay cho người dân. Còn nhiều nhóm đối tượng, nhiều người mà chưa được hưởng chính sách này, thì sở lao động sẽ tiếp tục đề xuất để nếu ngân sách thành phố mà có khó khăn, thì sử dụng cái nguồn vận động của mặt trận tổ quốc thành phố, sử dụng cái quỹ vì người nghèo của các cấp để chi tiếp tục cho những đối tượng mà không có trong cái nghị quyết 09 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định. Cùng với thực hiện gói hỗ trợ theo nghị quyết 09 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thành phố cũng triển khai gói hỗ trợ theo nghị quyết 68 của Chính phủ. Thành phố sẽ tiếp tục rà soát bổ sung để thực hiện hỗ trợ đối với nhóm được quy định trong nghị quyết 68 mà nghị quyết 09 chưa quy định. Nhờ có những thay đổi phù hợp, số tiền hỗ trợ được trao đúng người, đúng thời điểm, như chiếc phao cứu sinh giúp người lao động, người thu nhập thấp vượt qua khó khăn.